Bốn loại rau ăn càng nhiều càng dễ sỏi thận, toàn loại người Việt thích ăn. Xin chào quý vị. Trong chế độ ăn hàng ngày, rau củ không chỉ cung cấp một lượng lớn vitamin và khoáng chất thiết yếu mà còn góp phần làm đa dạng hóa khẩu phần, mang lại hương vị thú vị cho mỗi bữa ăn. Tuy nhiên, không phải tất cả các loại rau củ đều phù hợp với mọi người, đặc biệt là những người có nguy cơ cao hoặc đang mắc bệnh sỏi thận. Một số loại rau củ, mặc dù rất phổ biến và được yêu thích trong bữa ăn của người Việt, lại chứa nhiều chất có thể tăng cường nguy cơ hình thành sỏi thận nếu được tiêu thụ một cách không kiểm soát. Axit oxalic nếu đi vào cơ thể con người sẽ làm giảm sinh khả dụng, tốc độ và mức độ hấp thu của các nguyên tố khoáng trong cơ thể, khiến các ion canxi tạo thành canxi oxalat và cuối cùng là dẫn đến sỏi thận. Các nghiên cứu khoa học trên thế giới đã chỉ ra rằng khoảng 75% bệnh nhân sỏi thận sẽ hình thành sỏi canxi, trong đó phần lớn là canxi oxalat, thỉnh thoảng là canxi phốt phát và sỏi axit uric nguyên chất chỉ chiếm dưới 10% tổng số các loại sỏi. Do đó, từ góc độ phòng ngừa sỏi thận, thực phẩm có chứa nhiều axit oxalic nên ăn càng ít càng tốt. Dưới đây là 4 loại rau quả thường gặp trong cuộc sống. Chúng có chứa lượng axit oxalic cao, nếu ăn quá nhiều sẽ khiến nguy cơ bị sỏi thận tăng cao. 1. Rau muống. Rau muống nói chung chứa nhiều dưỡng chất tốt cho sức khỏe như nhiều chất xơ, protein, canxi, sắt, vitamin A và vitamin C, threonine, valine, leucin tốt cho những người kém ăn, thiếu chất đạm, phòng và hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường nhờ tác dụng hạ đường huyết. Tuy nhiên, rau muống tuyệt đối không thể là loại thực phẩm để ăn hàng ngày. Theo các chuyên gia dinh dưỡng cho biết, cứ 100g rau muống có chứa khoảng 691mg axit oxalic. Để làm giảm bớt lượng axit oxalic trong rau muống, bạn có thể chần rau qua nước trước khi chế biến. 2. Mướp đắng. Mướp đắng là thực phẩm thường thấy trong bữa cơm của các gia đình. Ngoài tác dụng được biết đến là một trong những loại quả dùng làm thực phẩm thì mướp đắng còn có công dụng chữa được nhiều loại bệnh như tiểu đường, bổ gan, tốt cho máu, tiêu viêm, giải nhiệt, chống ung thư. Mướp đắng được các chuyên gia đánh giá là vị thuốc quý cho sức khỏe. Tuy nhiên, trên thực tế, nếu ăn quá nhiều, quá thường xuyên mướp đắng, bạn sẽ dễ bị sỏi thận hơn. Trong 100g mướp đắng có chứa 459mg axit oxalic. Điều này chứng tỏ đây là loại rau quả có hàm lượng axit oxalic tương đối cao. Do đó, tốt nhất bạn nên hạn chế tiêu thụ mướp đắng, ăn với lượng vừa phải để phòng ngừa nguy cơ bị sỏi thận. 3. Rau bina. Trong những năm trở lại đây, rau bina hay rau chân vịt được những người theo đuổi lối sống healthy vô cùng săn đón bởi nó không chỉ có hương vị độc lạ, hấp dẫn mà còn chứa nhiều chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, chúng ta không thể phủ nhận một thực tế rằng rau bina là một trong những loại thực phẩm giàu axit oxalic nhất trong thế giới rau củ. Cứ 100g rau bina có chứa tới 133g axit oxalic. Con số này gấp 2 lần so với lượng axit oxalic có trong rau muống. Vì vậy, bạn không nên ăn nhiều rau bina. Trước khi ăn, tốt nhất chúng ta nên chần sơ qua trước khi chế biến. 4. Rau dền. Rau dền là thực phẩm được nhiều người thích ăn, có thể dùng để xào hoặc nấu canh. Dù rất giàu chất dinh dưỡng như sắt, canxi, caroten và vitamin C, nhưng rau dền cũng không thể tiêu thụ thường xuyên. Trong 100g rau dền có chứa 1.142mg axit oxalic, cao gần gấp 3 lần so với mướp đắng. Do đó, nếu không muốn bị sỏi thận, bạn nên hạn chế ăn rau dền. Thưa quý vị, ngoài lạm dụng các loại rau kể trên, thì 4 thói quen sau đây tưởng chừng vô tình nhưng lại là nguyên nhân hàng đầu gây sỏi thận, điều đáng báo động là rất nhiều người Việt mắc phải. Theo bác sĩ chuyên khoa 1 Phan Trường Nam, Trung tâm Tiết Niệu Thận Học, Bệnh viện Tâm Anh cho biết, sỏi thận là sự kết tinh của các tinh thể vô cơ có trong nước tiểu. Biểu hiện thường gặp là đau, buồn nôn, nôn, tiểu máu, sốt cao khi bị nhiễm trùng thứ phát. Nguyên nhân gây sỏi thận rất đa dạng, nhưng phần lớn là do thói quen sinh hoạt thiếu khoa học.
Sỏi thận là một trong những bệnh lý rất phổ biến, nhất là ở khu vực Đông Nam Á. Ngoài những nguyên nhân bất thường về giải phẫu học hoặc các bệnh lý nguy hiểm, hầu hết bệnh có thể được dự phòng hoặc giảm nhẹ bằng cách thay đổi lối sống, thói quen ăn uống. Để tăng cường sức khỏe hệ tiết niệu, việc thay đổi thói quen không tốt từ sớm có ý nghĩa rất quan trọng trong đề phòng sỏi thận và các biến chứng nguy hiểm của đường tiết niệu do sỏi thận gây ra. Tránh xa các thói quen xấu dưới đây sẽ giúp ngăn ngừa nguy cơ bị sỏi thận và các biến chứng nguy hiểm. 1. Chế độ ăn uống không hợp lý. Theo quan điểm của các bác sĩ trên thế giới, bệnh sỏi thận có thể xuất phát từ chế độ ăn uống không hợp lý. Theo tính chất công việc, nhiều người thường ít về nhà và tự nấu ăn bữa trưa, vì thế chỉ có thể ăn thức ăn nấu ngoài nên khó kiểm soát được chế độ ăn. Nếu thường xuyên ăn mặn, ăn quá nhiều thịt chính là những nguyên nhân có thể dẫn đến sỏi thận. Ngoài ra, ăn quá nhiều chất dầu mỡ cũng chính là nguyên nhân dẫn đến bệnh sỏi thận. Bởi vì thức ăn giàu chất béo sẽ tăng thêm hàm lượng cholesterol trong dịch mật, hình thành nên sỏi. 2. Lười uống nước. Nước có vai trò rất quan trọng trong việc vận chuyển chất dinh dưỡng, oxy để nuôi dưỡng tế bào, chuyển hóa thức ăn thành năng lượng cho cơ thể hoạt động. Vai trò quan trọng khác của nước là thanh lọc độc tố do cơ thể thải ra qua cách bài tiết nước tiểu. Do đó, muốn tránh sỏi thận cần phải cung cấp đủ nước để làm loãng nước tiểu, hòa tan các loại muối khoáng. Nhu cầu nước trung bình của mỗi người là 40ml trên kg cân nặng. Tuy nhiên, tùy theo tần suất vận động, đặc thù công việc hay môi trường sống mà bổ sung nước cho phù hợp. Nếu cơ thể đủ nước, dấu hiệu dễ nhận biết nhất là nước tiểu trong, màu vàng nhạt. 3. Uống trà, cà phê thay nước. Trà, cà phê, soda là những thức uống quen thuộc. Nhiều người không uống nước lọc vì cho rằng đã nạp đủ nước. Đây là thói quen không tốt cho sức khỏe và dễ gây sỏi thận. Trà chứa nhiều oxalat, cà phê chứa nhiều caffeine. Đây là những hóa chất dễ tạo sỏi đường tiết niệu, nhất là khi sử dụng quá thường xuyên. Do đó, chuyên gia khuyến cáo mỗi người nên uống đủ nước mỗi ngày, chủ yếu là nước lọc và các loại nước có nguồn gốc tự nhiên như nước cam, nước chanh. 4. Nhịn tiểu. Áp lực công việc, ít uống nước, ngại đi lại khiến nhiều người có thói quen nhịn tiểu. Đây là nguyên nhân làm tăng áp suất nước tiểu dẫn đến sỏi thận, tiểu không tự chủ và thậm chí có thể dẫn đến suy thận. Quá trình đào thải nước tiểu giúp loại bỏ lượng nước thải dư thừa và các độc tố ra ngoài cơ thể. Việc nhịn tiểu làm cho chất độc lắng lại nhiều hơn, lâu hơn trong đường tiết niệu. Theo các chuyên gia tiết niệu, mỗi người nên thường xuyên đi tiểu để giảm áp lực cho bàng quang, khoảng 1 đến 2 giờ một phút lần. Không nên nhịn tiểu quá lâu, nhất là trên 3 giờ, để bảo vệ các cơ quan đường tiết niệu và tránh nguy cơ sỏi thận. Những loại nước uống người bị sỏi thận uống vào giúp tiêu sỏi, giảm đau. Mời quý vị theo dõi tiếp ngay sau đây, tôi sẽ gợi ý đến quý vị thêm những loại nước uống dành cho người sỏi thận, uống vào giúp tiêu sỏi, giảm đau cực hiệu quả. Một, nước rau ngô. Rau ngô giúp lợi tiểu, giúp làm tăng lượng nước tiểu gấp 3 đến 4 lần so với bình thường. Do đó, nước rau ngô sẽ kích thích người bị sỏi thận đi tiểu nhiều hơn, làm sạch bàng quang, đường tiết niệu được loại bỏ vi khuẩn, hỗ trợ đào thải sỏi ra ngoài hiệu quả. Nguyên liệu: 10g rau ngô, 200-300ml nước. Cho 10g rau ngô vào 200-300ml nước sôi, đun cách thủy lấy nước hoặc cho vào nước đun sôi nhỏ lửa trong vòng 30 phút. Uống mỗi lần 20-60ml trước các bữa ăn từ 3-4 giờ, uống 3-4 lần một ngày, sau 10 ngày sẽ thấy được hiệu quả. 2. Nước ép cần tây. Theo nghiên cứu cho thấy, cần tây không những có tác dụng lợi tiểu mà còn giúp loại bỏ độc tố và các chất lắng đọng gây sỏi thận. Nếu uống nước cần tây mỗi ngày sẽ giúp loại bỏ sỏi thận rất tốt, bên cạnh đó còn chống đầy hơi, chướng bụng, kích thích sự bài tiết. Nguyên liệu: 250g cần tây, 100ml nước lọc, đường. Cần tây sau khi đã gọt bỏ phần rễ,
đem rửa sạch và bỏ vào máy xay sinh tố lấy nước cốt, rót ra ly và đổ nước lọc vào khuấy đều và thưởng thức. Có thể cho vào một ít đường để dễ uống hơn. Tần suất dùng, uống 2 ly một ngày, mỗi lần khoảng 150ml. Lưu ý, những người bị huyết áp thấp, phụ nữ mang thai, những ai bị dãy nến hay bệnh ngoài da cũng không nên uống cần tây. 3. Nước dừa. Nước dừa giúp tăng sản xuất hormone tuyến giáp và lợi tiểu. Cơ thể sẽ bài tiết nhanh hơn khi uống nước dừa, các chất cặn bã lắng tụ cũng được đẩy ra ngoài. Bên cạnh đó, uống nước dừa thường xuyên cũng giúp giảm được nguy cơ hình thành sỏi tiết niệu và sỏi bàng quang. Một ngày chỉ nên uống một trái dừa tươi. Lưu ý, không nên cho thêm đường vào nước dừa khi uống để giảm nguy cơ bị bệnh tiểu đường. Không nên uống quá nhiều nước dừa, nếu không sẽ dễ bị đầy bụng. 4. Nước cam, chanh. Theo nghiên cứu, cam, chanh đều chứa nhiều citrat, chất chống lại sự hình thành sỏi trong cơ thể. Ngoài ra cam, chanh còn chứa rất nhiều vitamin giúp thanh lọc và tiêu độc cho cơ thể. Vắt chanh và cam vào ly, bỏ hết hạt sau đó cho 500ml nước ấm vào và khuấy đều để thưởng thức. Tuy hơi chua nhưng rất tốt cho sức khỏe. Tần suất dùng, uống một lần một ngày. Sau bữa ăn sáng khoảng 1 đến 2 giờ, lưu ý không nên uống vào lúc bụng đói. 5. Giấm táo. Giấm táo không những có tác dụng phá vỡ cấu trúc mà còn giúp giảm kích thước sỏi thận. Uống nước khoáng cũng giúp đẩy cả viên sỏi ra ngoài, tuy nhiên sẽ gây đau niệu đạo, thì uống giấm táo sẽ giúp làm sỏi vỡ nhỏ, dễ đẩy ra ngoài và ít khó chịu hơn. Nguyên liệu: giấm táo, 2 lít nước ấm. Cách thực hiện: pha loãng 6 muỗng canh giấm táo với 2 lít nước ấm. Tần suất dùng: uống 2 chai mỗi ngày, mỗi chai 1 lít, liên tiếp 7 ngày. Lưu ý, nên pha loãng giấm táo để uống vì nếu uống nguyên chất có thể gây hại cho đường tiêu hóa, thực quản. Không nên uống giấm táo khi mắc bệnh viêm loét dạ dày. 6. Nước ép trái Nam Việt Quất. Các chất dinh dưỡng trong quả Nam Việt Quất giúp ngăn các vi sinh vật có hại bám vào niêm mạc niệu đạo, do đó thúc đẩy sức khỏe đường tiết niệu bình thường. Cũng ngăn chặn các tinh thể hình thành thận và các sinh vật có hại tạo sỏi bám vào các tế bào thận. Nếu chúng không dính vào nhau, chúng sẽ không tạo thành sỏi và có thể bị đào thải ra khỏi hệ thống qua nước tiểu một cách dễ dàng và không đau. Nguyên liệu: 8g đường, 300g nam việt quất, gừng. Cách thực hiện: rửa sạch nam việt quất, để ráo nước. Gừng thì thái nhỏ sau khi đã bỏ lớp vỏ ngoài. Tiếp theo là cho cả hai vào máy ép lấy nước. Cuối cùng là rót nước ép ra cốc. Cho thêm đường là có thể thưởng thức. Tần suất dùng: chia ra uống 2 lần mỗi ngày. Lưu ý, do Nam Việt Quất có tính axit cao nên những ai bị viêm dạ dày, bệnh gan cấp tính không được sử dụng. 7. Trà bồ công anh. Trà bồ công anh ngoài công dụng lợi tiểu, giải độc và nhuận tràng, bên cạnh đó nó còn có tác dụng lên đường tiết niệu và các chứng rối loạn gan, thận. Ngoài ra, trà bồ công anh còn giúp giảm viêm nhiễm và tan sỏi thận. Nếu chăm uống trà bồ công anh thường xuyên thì có thể đánh tan hoàn toàn sỏi thận đấy. Nguyên liệu: 3.5g trà bồ công anh, lá và thân, hoặc rễ, 10g đường, 300ml nước. Cách thực hiện: cho rễ hoặc thân trà, đường vào nước và đun đến khi sôi. Khi trà sôi, bạn đun nhỏ lửa khoảng 2-3 phút rồi tắt bếp. Để nước trà nguội khoảng 60-80 độ C, chất hỗn hợp trà qua rây vào bình. Thưởng thức trà khi còn nóng. Đối với lá trà, bạn chỉ cần cho lá trà vào bình nước nóng khoảng 80-95 độ C, sau đó đậy kín nắp chờ khoảng 10 phút là được. Tần suất dùng: uống mỗi ngày 3 tách trà bồ công anh, mỗi tách khoảng 100ml. Lưu ý, phụ nữ có thai hay trẻ em dưới 12 tuổi, người bị huyết áp cao hay bị suy tim xung huyết, người gặp phải hội chứng rối loạn tiêu hóa như tắc nghẽn ống dẫn mật, tiêu chảy, tắc ruột thì không nên sử dụng. 8. Trà kim tiền thảo. Những viên sỏi sẽ được bào mòn và tống ra ngoài đường tiểu nếu chăm uống trà kim tiền thảo.
Theo một nghiên cứu cho thấy trong cây kim tiền thảo có chứa saponin triterpenoid, một hợp chất có tác dụng ức chế hình thành sỏi thận. Bên cạnh đó, kim tiền thảo còn giúp lợi tiểu, giảm phù nề niệu quản, giảm các triệu chứng tiểu nhiều, tiểu buốt và còn giúp sỏi thận dễ bị đào thải ra ngoài. Nguyên liệu: 20-40g cây kim tiền thảo khô, 500ml nước. Cách thực hiện: kim tiền thảo sau khi đã phơi khô, sắc thành từng khúc nhỏ. Nước đun sôi, sau đó cho kim tiền thảo vào và đậy kín nắp khoảng 15 phút và tắt bếp. Cuối cùng chờ nguội thì có thể sử dụng được rồi. Tần suất dùng: mỗi ngày uống khoảng 500ml nước trà kim tiền thảo. Lưu ý: phụ nữ đang mang thai, đang cho con bú hay trẻ em tuyệt đối không được sử dụng kim tiền thảo dưới bất kỳ hình thức nào. Chín nước ép rau ngổ. Sỏi thận sẽ dễ được tống ra ngoài nếu sử dụng rau ngổ, bởi vì rau ngổ ngoài tác dụng lợi tiểu còn giúp giảm co thắt cơ trơn, giãn mạch máu, tăng lọc ở cầu thận, do đó làm tăng lượng nước tiểu, cho nên sỏi cũng sẽ bị đào thải dễ dàng theo. Nguyên liệu: 100g rau ngổ, 1 muỗng canh mật ong, 200ml nước. Cách thực hiện: rau ngổ tươi giã nhuyễn, vắt lấy nước cốt, thêm 1 muỗng canh mật ong pha cùng 200ml nước lọc, khuấy đều và thưởng thức được rồi đấy. Tần suất dùng: uống vào buổi sáng lúc đói, liên tục 10-15 ngày. Những thói quen hàng ngày giúp bạn phòng ngừa sỏi thận tốt nhất. Thưa quý vị, sỏi thận là một bệnh lý khá phổ biến và gây ra các triệu chứng, biến chứng nặng có thể gây suy thận và tử vong. Căn bệnh này gây ra bởi những thói quen ăn uống không hợp lý. Bởi vậy, để phòng tránh bệnh sỏi thận, bạn cần tạo cho mình những thói quen lành mạnh, chế độ dinh dưỡng, tập luyện khoa học sẽ giúp cơ thể khỏe mạnh hơn mỗi ngày. Sau đây là những thói quen hàng ngày giúp bạn phòng ngừa sỏi thận tốt nhất, mời quý vị tham khảo. Uống nhiều nước. Thói quen uống đủ nước là nguyên tắc đầu tiên căn bản nhất khi bạn muốn phòng ngừa hay điều trị sỏi thận. Mỗi người nên lưu ý uống từ 2 đến 2,5 lít nước mỗi ngày để đảm bảo bù được lượng nước bị mất đi qua quá trình tiểu hay toát mồ hôi. Chất lỏng sẽ làm loãng các chất có khả năng tích tụ thành tinh thể ứ đọng trong thận. Tuy nhiên, không phải mọi chất lỏng đều có thể phòng ngừa được nguy cơ sỏi thận. Bạn nên tránh chọn các loại nước ngọt có ga, mà tốt nhất là nên uống nước lọc thường xuyên. Để biết uống cụ thể bao nhiêu nước là đủ, có thể dựa theo công thức. Cân nặng nhân với 40 sẽ tính được số nước cần uống trong ngày. Ví dụ người 50kg, lượng nước cần uống là 50 x 40 là 2000ml, tức 2 lít nước. Tương tự, người 60kg sẽ cần uống là 2400ml. Bạn cần lưu ý phải đi tiểu đủ, nước tiểu phải trong. Nếu thấy nước tiểu vàng phải xem lại đã uống đủ nước chưa. Mỗi ngày nên tự kiểm tra, khi nào nước tiểu trắng trong là bạn đã uống đủ nước. Tránh bổ sung lượng lớn vitamin C. Vitamin C một phần khi đưa vào cơ thể có thể giúp tăng bài tiết oxalat nước tiểu. Thế nhưng, một phần có thể chuyển hóa thành oxalat tăng nguy cơ hình thành sỏi thận. Giảm lượng muối trong thức ăn. Chế độ ăn nhiều muối sẽ làm tăng nguy cơ mắc bệnh sỏi thận ở một số người. Hàm lượng lớn natri có trong muối ăn sẽ làm tăng bài tiết canxi qua nước tiểu, một trong những yếu tố nguy cơ chính gây sỏi thận. Vì thế, mỗi người nên lựa chọn khẩu phần ăn ít muối để tránh hình thành sỏi trong thận. Những thực phẩm có chứa lượng natri lớn như bim bim, khoai tây chiên, các loại thức ăn chế biến sẵn. Giảm lượng đạm động vật. Trong những thực phẩm có lượng protein động vật, các loại thịt động vật đỏ, hải sản có tính axit khiến lượng axit trong nước tiểu tăng cao. Khi đó, lượng axit tăng nhanh có thể gây ra sỏi thận, axit uric, canxi oxalat. Nên thay thế những loại protein động vật thành thực vật sẽ hạn chế được tối đa việc hình thành sỏi thận. Sử dụng thức ăn giàu canxi. Lựa chọn nguồn canxi và sử dụng đúng cách sẽ giúp mọi người hạn chế được các nguy cơ hình thành sỏi thận một cách hiệu quả. Một khẩu phần ăn có chứa nhiều canxi kết hợp với oxalat sẽ thoát ra ngoài qua đường tiêu hóa. Tuy nhiên,
khi uống bổ sung canxi thì lại khiến oxalat lắng đọng lại. Vì thế biết cách chọn sử dụng canxi là cách phòng chống sỏi thận hiệu quả. Giảm các thực phẩm chứa lượng lớn oxalat. Oxalat là một loại axit tạo thành sỏi thận oxalat canxi. Oxalat có nhiều rau chân vịt, sô cô la, khoai lang, khoai tây, cà phê, củ cải, đậu phộng, hạt điều, hạnh nhân, sản phẩm làm từ đậu nành, cám lúa mì. Nên bạn cần hạn chế những loại thực phẩm này để ngăn tạo sỏi và bảo vệ sức khỏe. Nói không với thuốc lá. Lối sống có ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến chức năng của thận, trong đó có việc hút thuốc lá. Thuốc lá có thể làm giảm lưu lượng máu đến thận, làm thận tổn thương và hoạt động kém hiệu quả. Hút thuốc lá cũng làm tăng nguy cơ ung thư thận lên gấp 1,5 lần so với người không hút thuốc lá. Không tự ý dùng thuốc kháng viêm, giảm đau. Các thuốc giảm đau, kháng viêm nếu dùng lâu dài có thể ảnh hưởng chức năng thận, thậm chí là nguy cơ đưa đến suy thận giai đoạn cuối. Do đó, người bệnh chỉ nên dùng những loại thuốc này theo hướng dẫn của bác sĩ và dùng trong thời gian ngắn. Luyện tập đúng cách. Bên cạnh chế độ ăn khoa học, việc luyện tập hợp lý sẽ giúp người bệnh luôn khỏe mạnh, hạn chế bệnh tật. Việc duy trì thói quen rèn luyện thể thao khoảng 30 phút mỗi ngày, 5 ngày trong tuần sẽ giúp cơ thể khỏe mạnh, cân nặng lý tưởng. Lối sống năng động này cũng giúp bạn giảm nguy cơ bệnh thận. Chúng ta có thể chạy bộ, đạp xe đạp, bơi lội, yoga hoặc bất cứ môn thể thao nào làm đổ mồ hôi và tiêu hao bớt năng lượng dư thừa. Thưa quý vị, bệnh sỏi thận có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không điều trị kịp thời. Vì vậy, việc phòng ngừa và điều trị bệnh sỏi thận là rất quan trọng. Chúng ta cần lưu ý và áp dụng các phương pháp phòng ngừa bệnh sỏi thận để giảm rủi ro mắc bệnh và giữ sức khỏe tốt. Sỏi thận di chuyển và gây tắc nghẽn được biết là nguyên nhân gây ra những cơn đau quặn thận dữ dội. Các triệu chứng của sỏi thận có thể không xảy ra cho đến khi sỏi bắt đầu di chuyển xuống niệu quản. Cơn đau dữ dội này được gọi là cơn đau quặn thận. Bệnh nhân có thể bị đau ở một bên hông lưng hoặc bụng lan sau lưng, hiếm khi đau cân đối hai bên. Khi thấy có các dấu hiệu của bệnh sỏi thận như sau đây, hãy đến bệnh viện khám để phát hiện bệnh sớm và có biện pháp điều trị kịp thời. 1. Buồn nôn hoặc nôn. Buồn nôn và ói mửa có thể là dấu hiệu bệnh sỏi thận do thận đang bị tắc nghẽn. Khi sự tắc nghẽn ở thận xảy ra, có thể ảnh hưởng đến đường tiêu hóa, kích hoạt các dây thần kinh trong đường tiêu hóa, làm cho dạ dày co thắt, khó chịu và làm bạn buồn nôn và ói mửa. 2. Đi tiểu ra máu. Sỏi thận gây tổn thương niêm mạc đường tiết niệu sẽ làm chảy máu. Khi đi tiểu ra máu, bạn có thể thấy nước tiểu có màu hồng hoặc nâu. Nếu sỏi thận gây trầy xước mô, máu có thể trộn lẫn với nước tiểu. Vì vậy, nếu nước tiểu có màu đỏ, hồng hoặc nâu thì bạn nên đi khám bác sĩ kịp thời. 3. Sốt và ớn lạnh. Sốt, ớn lạnh đi kèm với các triệu chứng sỏi thận thì có thể bạn đã bị nhiễm trùng, vì sỏi thận có thể là nơi vi khuẩn dễ dàng phát triển. Đây có thể là một biến chứng nghiêm trọng do sỏi thận gây ra. 4. Nước tiểu đục. Khi thấy nước tiểu đục thì khả năng cao bạn đang có sỏi hoặc nằm trong nhóm đối tượng dễ bị sỏi thận, tiết niệu. Nước tiểu đục có thể do có nhiều chất cặn bã lắng đọng hoặc đang bị viêm đường tiết niệu. Nếu bị viêm đường tiết niệu thì nước tiểu đục kèm mùi hôi, còn lắng cặn thông thường thì nước tiểu sẽ không có mùi. 5. Đau, rát khi đi tiểu, tiểu rát. Thông thường khi sỏi rơi xuống niệu quản hoặc từ bàng quang ra niệu đạo sẽ gây tình trạng tắc đường dẫn tiểu, dẫn đến tiểu khó, buốt. Ngoài ra, viên sỏi cọ vào niêm mạc niệu quản và niệu đạo gây đau, nóng rát khi đi tiểu. Lúc này, sỏi kích thích bàng quang và gây nên đau sỏi thận. 6. Vô niệu, tình trạng bạn không đi tiểu được. Trường hợp sỏi niệu quản có thể gây ra tình trạng vô niệu một phần hoặc hoàn toàn. Vô niệu một phần do viên sỏi gây tắc một bên thận. Trường hợp hiếm gặp là sỏi khiến cả hai bên niệu quản co thắt gây vô niệu hoàn toàn.
Tình huống này bạn nên đến cơ sở y tế ngay để được giải quyết kịp thời, tránh các tình huống xấu, dở thận hoặc suy thận cấp xảy ra. 7. Cơn đau quặn thận. Biểu hiện rõ ràng nhất khi bị sỏi thận, cơn đau dữ dội ở vùng hố thắt lưng một bên, lan ra phía trước, xuống dưới. Cơn đau khởi phát có thể xuất hiện rất đột ngột, sau khi có một hoạt động gắng sức. Sau đó thường có cường độ đau mạnh hơn. Khi gặp triệu chứng này, người bệnh cần phải đến ngay cơ quan y tế, bệnh viện để các bác sĩ thực hiện các biện pháp giảm đau, tuyệt đối không được tự ý thực hiện tại nhà. Thưa quý vị, thông qua những thông tin tôi vừa chia sẻ, chúng ta có thể thấy rằng việc hiểu biết và áp dụng một lối sống lành mạnh cùng với chế độ ăn uống cân đối, giàu chất dinh dưỡng là chìa khóa quan trọng nhất để phòng ngừa và kiểm soát bệnh sỏi thận. Điều này không chỉ giúp giảm thiểu nguy cơ phát triển sỏi thận mà còn có lợi cho sức khỏe tổng thể. Bên cạnh việc lựa chọn thực phẩm phù hợp, việc duy trì một lượng nước uống đầy đủ mỗi ngày cũng là yếu tố không thể thiếu để giúp loại bỏ các chất có hại ra khỏi cơ thể, ngăn ngừa sự hình thành của sỏi. Nếu bạn hay bất kỳ ai trong chúng ta gặp phải triệu chứng của bệnh sỏi thận, việc tìm kiếm sự tư vấn và điều trị từ bác sĩ là bước tiếp theo quan trọng. Sự chủ động trong việc kiểm tra sức khỏe định kỳ, cùng với việc tuân thủ một chế độ ăn uống khoa học, sẽ giúp chúng ta không chỉ kiểm soát được tình trạng sỏi thận mà còn nâng cao chất lượng cuộc sống. Khi nam giới ngủ, ba vùng này trên cơ thể đổ mồ hôi nhiều ngầm cảnh báo thận đang bị tổn thương. Xin chào quý vị quay trở lại với kênh Sức Khỏe Cổ Xưa. Thưa quý vị, thận là cơ quan nắm giữ vai trò quan trọng đối với sức khỏe sinh lý của nam giới. Với nam giới, thận rất quan trọng vì ngoài chức năng lọc máu, đào thải chất độc ra ngoài cơ thể bằng đường nước thì thận và các tuyến thượng thận còn có ảnh hưởng lớn đến vấn đề sinh lý và khả năng tình dục của nam giới. Thế nên, việc nhận biết tình trạng thận bị tổn thương sớm sẽ giúp nam giới kịp thời điều trị hiệu quả. Đổ mồ hôi liên tục ở một số bộ phận trên cơ thể chủ yếu liên quan đến nguy cơ suy giảm chức năng thận. Đặc biệt là nam giới nên lưu ý nếu gặp phải tình trạng đổ mồ hôi ở những vùng sau đây. 1. Bàn tay và bàn chân. Trong quá trình thận suy giảm chức năng, nhiều bộ phận trên cơ thể sẽ thường xuyên đổ mồ hôi, trong đó tay chân là nơi ra nhiều mồ hôi nhất. Việc liên tục đổ mồ hôi như vậy là biểu hiện không bình thường chút nào. Nếu nam giới thường xuyên có hiện tượng đặc biệt này kèm theo biểu hiện tay chân lạnh liên tục thì có thể là do thận bị tổn thương. Đặc biệt là trong quá trình thận suy giảm chức năng sẽ gây ảnh hưởng đến việc bài tiết nước tiểu. Lúc này, bạn cần điều chỉnh lại thói quen ăn uống và sinh hoạt để giảm bớt những tổn thương ở vùng thận, từ đó sẽ giúp sức khỏe dần phục hồi. 2. Trán. Một khi thận của nam giới có vấn đề, cơ thể sẽ phát ra tín hiệu là đổ mồ hôi nhiều trên trán. Nhiều chàng trai thường dễ bị đổ mồ hôi trán khi ngủ là do quá trình trao đổi chất diễn ra chậm, từ đó dễ gây suy giảm chức năng thận, giảm tiết mồ hôi ở các bộ phận khác trên cơ thể. 3. Lưng. Thận có vấn đề về sức khỏe sẽ dễ dẫn đến tình trạng đổ mồ hôi nhiều ở lưng của nam giới. Nếu biểu hiện đặc biệt này xảy ra khi ngủ thì có thể do chức năng thận bị suy giảm, từ đó khiến người bệnh bị đổ mồ hôi về đêm trong quá trình suy giảm chức năng thận. Ban đêm ra mồ hôi trộn rõ ràng sẽ làm mồ hôi đọng nhiều ở lưng khi ngủ. Khi bước vào giấc ngủ sâu thì mồ hôi lại càng ra nhiều. Cho tới khi thức dậy thì hiệu suất tiết mồ hôi mới được cải thiện, hiện tượng này gọi là đổ mồ hôi ban đêm. Với những biểu hiện đặc biệt này, bạn nên cảnh giác với nguy cơ tổn thương chức năng thận và điều chỉnh cơ thể một cách phù hợp. Mùa đông là thời kỳ vàng để bổ thận. Đàn ông ăn thêm 3 thứ này sẽ giúp một người khỏe, hai người vui. Quý vị thân mến, các chuyên gia cho biết mùa đông là thời kỳ vàng để bổ thận, vì vậy nam giới nên tranh thủ khoảng thời gian này. Một trong những cách đơn giản để dưỡng thận chính là thông qua chế độ ăn uống. Nếu nam giới ăn thêm 3 loại thực phẩm này thì thận sẽ càng thích, giúp cải thiện bản lĩnh của cánh mày râu. 1. Trứng gà.
Trứng gà là loại thực phẩm rất phổ biến trong cuộc sống hàng ngày, chứa rất nhiều loại vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Nhiều nghiên cứu đã chứng minh rằng hàm lượng dinh dưỡng có trong trứng gà có tác dụng bổ thận, thúc đẩy quá trình giải độc và chuyển hóa của thận, từ đó giúp cải thiện chức năng của thận. Không chỉ vậy, lòng đỏ trứng gà còn giúp nâng cao số lượng và chất lượng tinh trùng, tăng cường thể lực cho phái mạnh. Một trong những bài thuốc bổ thận tráng dương từ trứng gà được các chuyên gia đông y nghiên cứu và khuyến khích dùng là trứng gà kỷ tử. Để làm món này, bạn cần chuẩn bị 30g kỷ tử và một quả trứng gà. Bạn chỉ cần lấy trứng đã luộc chín, bóc vỏ đem nấu với kỷ tử một lúc là có thể dùng được. Ăn liên tục như vậy từ 3 đến 5 ngày mỗi đợt sẽ mang lại kết quả khả quan. 2. Tỏi. Tỏi giúp giảm viêm và giảm cholesterol máu. Trong tỏi cũng chứa chất chống oxy hóa và chống đông máu. Nếu bạn đang theo chế độ ăn uống lọc máu, sử dụng bột tỏi thay vì muối tỏi để thêm hương vị cho bữa ăn mà không cần bổ sung thêm natri. Có thể dùng tỏi với nhiều nguyên liệu khác nhau như thịt, rau quả hoặc nước sốt cà chua để thêm hương vị. Tỏi có tác dụng kháng viêm và khử trùng rất mạnh. Bên cạnh đó, tỏi còn rất giàu allicin, có thể giúp thúc đẩy quá trình tuần hoàn máu trong cơ thể và ức chế sự hình thành các tế bào ung thư trong cơ thể. Không chỉ vậy, tỏi còn có thể bổ sung hiệu quả các chất cần thiết cho thận, cải thiện chứng thận khí hư và thúc đẩy sản xuất tinh trùng. Do đó, nếu ăn 2 đến 3 tép tỏi mỗi ngày có thể giúp số lượng tinh trùng tăng lên rất nhiều, cũng như giúp bổ thận tráng dương, tăng bản lĩnh của phái mạnh. 3. Quả táo. Chúng ta thường nghe câu ăn một quả táo mỗi ngày, khỏi cần đi bác sĩ. Câu nói này có thể thấy giá trị dinh dưỡng của táo cao như thế nào và tốt cho sức khỏe ra sao. Đối với nam giới, ăn một quả táo mỗi ngày có thể giúp bổ thận tráng dương rất hiệu quả. Không chỉ vậy, khi kết hợp với một số nguyên liệu khác, táo cũng có thể trị chứng rối loạn cương dương, di tinh, phì đại tuyến tiền liệt. Cụ thể, điều trị chứng di tinh, dùng 200g táo, 100g củ sen, 100g cà rốt đem rửa sạch, bỏ vỏ, hạt, cắt nhỏ, cho tất cả vào máy, ép lấy nước. Sau đó cho thêm mật ong vào, khuấy đều và dùng thường xuyên. Trị rối loạn cương dương, dùng khoảng 200g táo, 150g cà rốt rửa sạch, cắt lát, cho vào máy xay nhuyễn cùng 100ml sữa tươi và một lòng đỏ trứng gà. Sau đó cho thêm mật ong, khuấy đều là được, mỗi ngày ăn một lần. Trị phì đại tuyến tiền liệt, táo 200g, cà rốt một củ, rau ngót tươi 50g, mật ong 30ml, rửa sạch rồi cho vào máy ép lấy nước. Sau đó cho khoảng 30ml mật ong vào, khuấy đều lên là được, dùng tùy thích. Với những người thận yếu, bạn không nên ăn quá nhiều muối, thực phẩm giàu phốt pho và kali để tránh tình trạng thêm tồi tệ. Thưa quý vị, không ít cánh mày râu lại thiếu sự quan tâm đến cơ thể, bao gồm việc bảo vệ thận, khiến chức năng của thận có thể bị suy giảm dẫn đến thận yếu. Các chuyên gia cho rằng, nam giới nếu thường xuyên ăn 3 loại thực phẩm trên này thì thận sẽ càng thích, vì chúng vừa giúp bổ thận vừa giúp cải thiện bản lĩnh cho phái mạnh, đặc biệt là vào mùa đông. Thưa quý vị, ngoài ra phải để đến 8 thực phẩm sau đây, có thể ăn quanh năm, cũng được mệnh danh là vua bổ thận, cực tốt cho phái mạnh. Những thực phẩm này chứa nhiều dưỡng chất, giúp bồi bổ sức khỏe của nam giới. Hào. Hào là loại hải sản có giá trị dinh dưỡng cao, được biết đến là thuốc bổ thượng hạng đối với nam giới. Hào là thực phẩm cung cấp nguồn axit amin dồi dào. Đó cũng chính là nguồn năng lượng quan trọng để thận chuyển hóa nước tiểu, đào thải độc tố ra ngoài cơ thể. Những người đang trong giai đoạn chuẩn bị có con nên ăn hào để bổ sung các dưỡng chất cần thiết, tăng cường sinh lực, bồi bổ thận, duy trì hoạt động của cơ thể. Quả óc chó. Quả óc chó có giá trị dinh dưỡng cao, mang lại nhiều lợi ích đối với sức khỏe của cả hai giới. Với nam giới, lợi ích lớn nhất của quả óc mang lại cho cơ thể chính là bổ sung kẽm. Ăn quả óc chó đúng cách có thể bồi bổ cơ thể, bổ huyết,
bù đắp thận khí cho nam giới. Quả óc chó có thể sử dụng như một loại đồ ăn vặt, làm sữa, nấu cùng cơm, cháo. Loại thực phẩm này còn chứa nhiều chất chống oxy hóa. Sử dụng đúng cách sẽ giúp trì hoãn quá trình lão hóa một cách hiệu quả. Dâu tằm. Dâu tằm là loại trái cây chứa nhiều anthocyanin. Sử dụng loại trái cây này sẽ giúp chống oxy hóa, làm chậm lão hóa của cơ thể. Đối với nam giới, sử dụng dâu tằm còn mang đến rất nhiều lợi ích như bổ thận tráng dương, giúp đào thải độc tố khỏi thận, giảm áp lực cho thận, chống nhiễm trùng đường tiết niệu, ngăn ngừa sỏi diệt hình thành sỏi thận. Cá chạch. Người thận yếu có thể bổ sung các món từ cá chạch. Loại thực phẩm này chứa nhiều dưỡng chất giúp thận khỏe, bồi bổ thận khí, đặc biệt tốt với nam giới. Chim cút. Chim cút là thực phẩm vô cùng quen thuộc với mọi người. Nó không chỉ có hương vị đậm đà mà còn giàu dưỡng chất, tốt cho sức khỏe. Chim cút là thực phẩm bổ thận và tỳ, giúp bảo vệ sức khỏe của thận. Nam giới muốn bổ thận có thể lựa chọn các món ăn làm từ chim cút. Thịt bò. Ai cũng biết thịt bò là thực phẩm giàu dinh dưỡng, đặc biệt là magie và kẽm. Ngoài ra, thịt bò cũng giàu protein. Các chất này đều có tác dụng tăng cường cơ bắp, tăng cường sức khỏe đối với nam giới. Kẽm trong thịt bò có tác dụng ngăn ngừa chuyển đổi testosterone thành estrogen, nội tiết tố nam thành nội tiết tố nữ, cải thiện sức khỏe sinh sản của nam giới. Trứng gà. Trứng gà là thực phẩm quá đỗi quen thuộc với mọi người. Trứng là thực phẩm dễ kiếm, dễ chế biến, cung cấp nhiều dưỡng chất như chất đạm, chất béo, vitamin A, B1, B6, E, E, các loại axit amin. Lòng trắng trứng gà cung cấp collagen giúp làm chậm quá trình lão hóa. Trong khi đó, lòng đỏ trứng gà giúp tăng cường sinh lực cho nam giới rất tốt. Giá đỗ. Giá đỗ là thực phẩm tốt cho sức khỏe nam giới, giúp thúc đẩy sản sinh testosterone trong cơ thể. Giá cung cấp vitamin B2, B12, carotene, các axit béo giúp cải thiện sức khỏe của phái mạnh. Sau 55 tuổi, đàn ông thức dậy nếu vẫn thỏa mãn 3 điều thì thật đáng chúc mừng. Quý vị thân mến, độ tuổi 55 được cho là bước ngoặt của tuổi thọ ở nam giới. Ở độ tuổi này mà nam giới thức dậy vẫn đáp ứng được 3 điều dưới đây cho thấy sức khỏe vẫn rất tốt. Đi vệ sinh bình thường. Đa số mọi người đều đi vệ sinh sau khi thức dậy vào buổi sáng. Hiện tượng này là bản năng của cơ thể con người. Sau một đêm dài, lượng nước dư thừa và các tạp chất trong cơ thể sẽ được đào thải qua nước tiểu. Nam giới sau tuổi 55 sau khi đi vệ sinh vào buổi sáng nên chú ý đến nước tiểu của mình. Nước tiểu có màu vàng nhạt và trong, tức là thận của bạn còn khỏe. Bên cạnh đó, người có tuyến tiền liệt tương đối khỏe mạnh sẽ đi vệ sinh rất thông thuận, không gặp các triệu chứng bất thường hay có cảm giác khó chịu. Tần suất đi tiểu trong ngày đều đặn, không quá nhiều cũng không quá ít. Nhưng nếu như nước tiểu đổi màu và có bọt, cảm giác khó chịu thì có thể chức năng thận và tuyến tiền liệt đang gặp vấn đề, nguy cơ bị viêm tuyến tiền liệt hoặc phì đại tuyến tiền liệt. Trong trường hợp này bạn nên đến bệnh viện để khám kịp thời. Thận là cơ quan vô cùng quan trọng. Sức khỏe của thận không tốt thì cả tâm lý và thể chất của người đó đều có thể chịu ảnh hưởng nghiêm trọng. Vì vậy, bạn cần hết sức lưu ý các biểu hiện bất thường được thể hiện trong lúc đi vệ sinh buổi sáng cũng như trong ngày. Tràn đầy năng lượng. Nhìn vào trạng thái tinh thần của người đàn ông mỗi sáng cũng có thể phần nào biết được tình trạng sức khỏe của cơ thể. Một người tràn đầy năng lượng ngay khi thức dậy cho thấy thận của họ còn tương đối trẻ khỏe, làm tốt chức năng đào thải độc tố ra khỏi cơ thể. Nhờ vậy mà sau khi thức dậy, cơ thể như được thanh lọc, nghỉ ngơi và phục hồi đầy đủ để bắt đầu một ngày mới. Những người có tâm trạng chán nản, uể oải ngay sau khi thức dậy vào buổi sáng cho dù buổi tối có giấc ngủ ngon thì cũng nên lưu ý về tình trạng sức khỏe. Đây có thể là lời cảnh báo của cơ thể. Nếu tình trạng này diễn ra trong thời gian dài thì có thể ảnh hưởng tới sức khỏe thể chất và tinh thần, cần đi kiểm tra kịp thời để phát hiện vấn đề và giải quyết nó. Da hồng hào, căng bóng.
Những người đàn ông khỏe mạnh sau khi thức dậy, soi gương buổi sáng sẽ thấy gương mặt hồng hào, da dẻ căng bóng một cách khỏe mạnh. Còn nếu soi gương mà thấy sắc mặt xám xịt, làn da trông đặc biệt thô ráp hoặc có dấu hiệu phù nề thì chứng tỏ thận đã bị tổn thương. Lúc này cần chú ý bảo dưỡng thận kịp thời. Có một số nam giới sau khi thức dậy vào buổi sáng phát hiện mặt, chân và thậm chí cả cơ thể đều có mức độ phù nề khác nhau. Lý do phần lớn liên quan đến chức năng trao đổi chất bất thường của thận. Thưa quý vị, thận là cơ quan trao đổi chất chính của cơ thể con người, đóng vai trò không thể thay thế trong quá trình chuyển hóa nước. Chức năng thận không bình thường sẽ khiến nước trong cơ thể con người có thể không được đào thải kịp thời và tồn tại trong cơ thể lâu dài, gây phù nề. Bên cạnh đó, nếu tim có vấn đề thì chi dưới cũng sẽ bị phù nề. Vậy nên nếu xuất hiện tình trạng này thì bạn cần theo dõi kỹ càng để kịp thời khám chữa, điều trị các vấn đề liên quan. 5. Thói quen xấu vào buổi sáng rút ngắn tuổi thọ của nam giới, ngừng ngay khi có thể. Thưa quý vị, sống lâu sống khỏe là mơ ước của bất cứ ai trong chúng ta. Tuy nhiên, rất nhiều người bất chấp việc sức khỏe tốt hay không, thường có những thói quen xấu khiến cơ thể chịu nhiều thương tổn. Nếu có 5 việc làm như sau đây, quý vị nên thay đổi gấp. Vừa tỉnh giấc đã bật dậy đột ngột. Nếu bạn thức dậy quá mạnh vào buổi sáng, huyết áp trong cơ thể sẽ tăng cao đột ngột, từ đó gây kích thích mạch máu và dẫn đến những tổn thương sâu ở não bộ. Về lâu dài, thói quen này còn dẫn đến nguy cơ xuất huyết não, nhồi máu cơ tim. Vậy nên, các bạn nam cần lưu ý sau khi ngủ dậy thì cử động chân tay trước để đánh thức cơ thể rồi mới nhấc người dậy dần dần. Hút thuốc vào buổi sáng. Với những người nghiện thuốc lá, họ thường hút một hơi thuốc vào buổi sáng để đánh thức cơn buồn ngủ và làm sảng khoái tinh thần, nhưng thói quen này lại không hề tốt cho sức khỏe chút nào. Bởi một điếu thuốc có chứa khá nhiều nicotine gây hại lớn cho phổi của nam giới. Vì vậy, nam giới nếu muốn sống lâu thì cần phải từ bỏ sớm hành vi hút thuốc lá. Kể cả là buổi sáng hay bất kỳ khung giờ nào cũng không nên hút thuốc. Bỏ bữa sáng. Giới trẻ ngày nay, nhất là dân văn phòng thường bỏ bữa sáng vì muốn ngủ nướng lâu hơn. Thế nhưng, thói quen này mà tiếp diễn trong một thời gian dài sẽ dẫn đến những bệnh về dạ dày. Theo Hiệp hội Tim mạch Mỹ, những người bỏ bữa sáng thường xuyên có nguy cơ mắc bệnh tim mạch dành cao hơn 27% so với những người không bỏ bữa sáng. Buổi sáng sau khi ngủ dậy, dạ dày hoàn toàn trống rỗng nên dịch tiết axit dạ dày cũng nhiều hơn. Nếu nam giới bỏ bữa sáng, axit dạ dày sẽ phá hủy lớp bảo vệ niêm mạc dạ dày và làm tăng nguy cơ mắc các bệnh về dạ dày, gây tổn hại nghiêm trọng tới sức khỏe. Do đó, dù có bận rộn đến đâu thì nam giới cũng phải bảo đảm việc ăn sáng đầy đủ để tránh gây ảnh hưởng tới sức khỏe tuổi thọ của mình. Tắm nước lạnh. Nhiều chàng trai hay có thói quen sáng dậy đi tắm mà không mở bình nóng lạnh lên trước. Lúc này, làn nước lạnh vào buổi sáng sẽ gây kích thích hệ thần kinh và làm tăng cao nguy cơ đột quỵ. Theo thời gian, thói quen này sẽ còn kéo giãn cơ và xương, gây ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe nam giới ngay từ khi còn trẻ. Dùng sức mạnh để đi đại tiện. Buổi sáng thức dậy, chuyện đi đại tiện là điều hết sức bình thường. Nhưng nếu không có cảm giác buồn đi đại tiện, nam giới cũng không nên gắng sức quá mức bởi trong quá trình đại tiện mạnh có thể gây tổn thương tim và mạch máu não. Do buổi sáng sau khi ngủ dậy, máu lưu thông còn tương đối chậm nên lúc này mà dùng sức mạnh để thúc đẩy cơn đại tiện sẽ gây nhiều áp lực lên mạch máu. Trong trường hợp nặng có thể gây nhồi máu cơ tim, nhồi máu não, nhất là ở người cao tuổi và người mắc bệnh về mạch máu. Do đó, đừng cố quá sức khi đi đại tiện vào buổi sáng. Nếu chưa có cảm giác thì cũng không nên ép bản thân phải làm điều này để tránh gây hại tuổi thọ của mình nam giới nhé. Vậy nên, làm gì để tăng cường sức khỏe, kéo dài tuổi thọ? Cách tốt nhất là bạn nên đi khám sức khỏe tổng quát để kịp thời phát hiện những thay đổi của các cơ quan một cách sớm nhất, từ đó có hướng xử lý phù hợp. Ngoài ra bạn cũng nên chú ý thêm 3 điểm sau đây trong cuộc sống hàng ngày. 1.
tránh xa rượu và thuốc lá. Hút thuốc và uống rượu không tốt cho sức khỏe là lời khuyên không có gì phải bàn cãi, bởi nicotine và các chất khác trong thuốc lá dễ ảnh hưởng đến sức khỏe cơ thể và gây hại cho phổi. Uống rượu bia quá độ cũng sẽ làm tăng gánh nặng cho các cơ quan cơ thể. Hút thuốc lá và uống rượu bia lâu dài không chỉ làm tăng khả năng mắc bệnh mà còn ảnh hưởng đến tuổi thọ. Tốt hơn hết bạn nên tránh xa. 2. Kiên trì với thói quen tập thể dục đều đặn. Tốt nhất bạn nên tạo cho mình thói quen thường xuyên tập thể dục vừa sức như đi bộ, chạy, đạp xe, leo núi. Kiên trì có thể đẩy nhanh quá trình tuần hoàn máu của cơ thể, nâng cao khả năng miễn dịch, bồi bổ cơ thể, giúp cơ thể khỏe mạnh hơn. 3. Duy trì thói quen làm việc và nghỉ ngơi hợp lý. Dù ở độ tuổi nào thì mọi người cũng nên duy trì thói quen làm việc và nghỉ ngơi hợp lý, đi ngủ sớm và dậy sớm. Thời gian đi ngủ tốt nhất là không muộn hơn 11 giờ và ngủ khoảng 7 đến 8 giờ mỗi ngày để từng cơ quan trong cơ thể có đủ thời gian để sửa chữa, điều chỉnh. Điều này không chỉ có thể làm giảm mệt mỏi mà còn giúp cơ thể bạn khỏe mạnh hơn, từ đó có thể kéo dài tuổi thọ. Tóm lại, nam giới nên chú ý giữ gìn cơ thể hơn, duy trì chế độ ăn uống và sinh hoạt điều độ, lành mạnh, dành thời gian tập thể dục để có thân hình cường tráng, kéo dài tuổi thọ. Thưa quý vị, phần tiếp theo, chúng tôi xin cảnh báo đến quý vị khi đi chợ Tết. Nếu thấy 5 loại thực phẩm này giảm giá kịch sàn cũng chớ mua kẻo rước bệnh vào người. Ngày hết Tết đến, mọi gia đình đều quan tâm đến việc tích trữ thực phẩm để chuẩn bị cho một mùa Tết sum vầy. Tuy nhiên, việc này cũng đòi hỏi sự cẩn trọng và sự lựa chọn kỹ lưỡng để bảo đảm rằng thực phẩm mang lại sự an toàn và vui tươi cho cả gia đình. Trong những ngày cuối năm, nhu cầu mua sắm thường tăng cao khi mọi gia đình đều hối hả chuẩn bị cho kỳ nghỉ Tết. Đây cũng là thời điểm mà nhiều cửa hàng tung ra các chương trình giảm giá hấp dẫn nhất trong năm. Tuy nhiên, không phải tất cả các thực phẩm giảm giá đều là sự lựa chọn đúng đắn. Bên cạnh những thực phẩm tươi ngon, vẫn tồn tại những danh sách đen chứa đựng những sản phẩm kém chất lượng và không đảm bảo vệ sinh. Dưới đây là những lời khuyên quan trọng từ các chuyên gia về những mặt hàng cần tránh khi mua sắm thực phẩm trong khoảng thời gian này. Thực phẩm có bao bì đã hư hỏng. Chất lượng của thực phẩm thường chỉ được bảo đảm khi bao bì của chúng còn nguyên dạng. Nếu bạn phát hiện bao bì bị rách hoặc hỏng, nên quyết định từ chối mua. Tốt nhất là tránh mua thực phẩm khi bao bì bị hỏng. Ví dụ như túi khoai tây chiên bị thủng, lớp niêm phong sữa rò rỉ hoặc hộp đựng thực phẩm bị méo mó. Đừng để giảm giá lừa dối bạn, vì có thể đó là dấu hiệu rằng sản phẩm đã hết hạn sử dụng hoặc đã bị ô nhiễm mức độ không an toàn. Thực phẩm có màu sắc kỳ lạ. Nếu thấy thịt, nông sản hoặc bánh mì có vẻ không hấp dẫn, dù có giảm giá, bạn cũng nên suy nghĩ lại quyết định mua. Nếu bánh mì xuất hiện nấm mốc màu xanh, thịt có màu xám không hấp dẫn hoặc sản phẩm tỏ ra kỳ lạ về mùi vị, đó là dấu hiệu rõ ràng của sự hỏng hóc. Hãy lựa chọn thực phẩm tươi ngon, thịt có màu sắc tươi tắn. Đồng thời, hãy chắc chắn rằng bao bì bảo quản thịt còn nguyên dạng, không bị rách, bong tróc hoặc rò rỉ. Hoa quả cắt sẵn. Mặc dù có vẻ tiện lợi và thường xuyên được giảm giá, nhưng chuyên gia khuyến nghị tránh mua những khay hoa quả cắt sẵn. Những sản phẩm này có thể là môi trường lý tưởng cho sự phát triển của vi khuẩn có hại, xuất phát từ quá trình chuẩn bị hoa quả không đảm bảo vệ sinh hoặc từ dụng cụ cắt không được làm sạch. Hơn nữa, hoa quả cắt sẵn có thể bao gồm phần bị hỏng. Để tăng hiệu suất kinh doanh, một số cửa hàng có thể gọt vỏ sẵn, loại bỏ phần hỏng và đóng gói thành những hộp hoa quả tươi ngon. Những sản phẩm như vậy có thể thu hút nhiều vi khuẩn và đe dọa sức khỏe của người tiêu dùng. Thịt xay sẵn không rõ nguồn gốc. Thịt xay sẵn, mặc dù mang lại sự tiện lợi, nhưng cũng thuộc danh sách các sản phẩm giảm giá không nên mua vì ba lý do chính. Đầu tiên, khó kiểm soát chất lượng thịt xay khi mua sẵn. Thứ hai, quy trình xay thịt không được công bố và khách hàng không biết thực sự thịt đã được xay như thế nào. Thứ ba,
sau khi thịt đã được xay, không thể rửa sạch nữa, do đó có khả năng phải tiêu thụ thịt không an toàn. Nguyên liệu để sản xuất thịt xay sẵn có thể bao gồm nhiều loại thịt thừa được trộn chung với nhau. Điều kiện vệ sinh có thể không được đảm bảo và thịt xay có thể bị nhiễm bụi bẩn từ quá trình chế biến cũng như chứa lông lợn không được làm sạch. Do đó, việc hạn chế mua thịt xay sẵn và thay vào đó lựa chọn thịt tươi là lựa chọn tốt nhất. Nếu quyết định ăn thịt xay, hãy đảm bảo thấy quá trình làm thịt trước khi xay và rửa sạch thịt dưới nước sạch. Hải sản đông lạnh không rõ nguồn gốc. Hải sản đông lạnh là một trong những sản phẩm cần xem xét khi tiêu thụ. Hải sản, nếu không được cấp đông kịp thời, có thể làm giảm chất dinh dưỡng, làm mất hương vị hấp dẫn và tăng nguy cơ nhiễm vi khuẩn. Điều này có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu thụ. Khách hàng thường không thể xác định khi nào hải sản đông lạnh đã chết và liệu nó đã được cấp đông ngay sau khi chết để tránh ôi thiêu hay không. Nếu bạn quyết định mua hải sản đông lạnh, nên chọn mua từ những thương hiệu uy tín có quy trình cấp đông đảm bảo. Ngược lại, nếu không biết rõ nguồn gốc và không có thông tin về hạn sử dụng của hải sản đông lạnh, thì nên tránh mua để đảm bảo an toàn cho sức khỏe. Quý vị thân mến, giờ đây, chính sự tiến bộ của khoa học hiện đại đã chứng minh được rằng không phải là người giàu có, không cần phải ăn cao lương mỹ vị, cũng chẳng cần phải tìm và uống những loại thuốc trường sinh bất lão, bạn vẫn có thể sống lâu nhờ lối sống giản dị rất dễ thực hiện. Chúng tôi thực sự mong rằng những gì mà ban biên tập chia sẻ trong video này có ích cho bạn. Và quý vị cũng đừng quên ấn vào nút đăng ký kênh, sau đó nhấn vào nút chia sẻ để giúp những người thân yêu của mình cùng khỏe mạnh. Hãy nhấn vào biểu tượng chuông để thường xuyên cập nhật những video mới nhất và hay nhất từ ban biên tập của chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn.